ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc bùng nổ đã biến đất nước tỷ dân trở thành thị trường xe điện lớn nhất thế giới và giữ vị trí này trong suốt 8 năm liền. Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của chính quyền, các công ty xe năng lượng mới của Trung Quốc đã phát triển rất nhanh. Chỉ từ năm 2008 tới 2019, Trung Quốc đã có 635 công ty xe điện hoàn chỉnh xin đăng ký, trong đó có 486 đăng ký thành công, 450 công ty với 5.827 mẫu xe đã vượt qua kiểm định. Ngành công nghiệp này được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ xứng tầm, có thể soán ngôi hãng xe điện Tesla của Elon Musk. Vậy mà hiện nay, thị trường xe điện Trung Quốc đang có dấu hiệu của bong bóng xì hơi với triết lý vật cực tất phản. Việc sở hữu quá nhiều xe điện khiến Trung Quốc lâm vào mớ rắc rối, xuất hiện tràn lan những nghĩa địa xe. Đó phần nhiều là do thảm họa xe dùng chung, một dự án thất bại của chính quyền quốc gia này. Chúng ta hẳn đều đang thắc mắc, rốt cuộc điều gì đang xảy ra với ô tô điện Trung Quốc vậy? Trung Quốc là nước dẫn đầu thế giới trong sản xuất xe điện và rồi bỏ mặc chúng hư hỏng ở khắp mọi nơi. Cư dân mạng xứ Trung gọi chúng là xe xác sống. Tôi không nói quá khi cho rằng quốc gia này hiện sở hữu nhiều xe xác sống, tới nỗi những vị anh hùng diệt zombies trong phim Hollywood còn khó mà chống lại được chúng. Vậy tại sao lại có quá nhiều xe xác sống tới vậy ở Trung Quốc? Trước hết là do sự trợ giá ngớ ngẩn của chính phủ và sự thất bại của các chương trình dùng chung xe. Tôi xin nêu trên đây cách mà họ trợ giá. Chính quyền Trung Quốc đã đổ 29 tỷ đô la vào trợ giá xe điện và giảm thuế cho các hãng trong nhiều năm. Vậy nên một loạt các công ty Trung Quốc nhảy lên chuyến tàu này nhằm đoạt số tiền béo bở từ chính phủ. Ngành sản xuất EV phát triển nhanh chóng, xây các nhà máy mới và vận hành với nguồn năng lượng giá rẻ như than đá. Hay nói một cách cao thượng là họ đang giang tay để cứu rỗi màu xanh trái đất. Các biện pháp khuyến khích sử dụng xe điện, bao gồm các chương trình tài trợ và ưu đãi thuế, đã tạo ra một sự gia tăng đáng kể trong số lượng nhà sản xuất và mẫu xe điện trên thị trường. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá mức vào chính sách hỗ trợ có thể gây ra một môi trường không cân đối và tạo ra nguy cơ vỡ bong bóng. Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc đã dẫn đến việc tăng cường sản xuất xe vượt quá nhu cầu thực tế của thị trường. Kết quả là, một số nhà sản xuất đang phải đối mặt với tình trạng tồn kho lớn và khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Theo số liệu từ Hiệp hội ô tô Trung Quốc, China Association of Automobile Manufacturers, vào năm 2021, doanh số bán xe điện tại Trung Quốc đạt 5,8 triệu chiếc, tăng 41% so với năm trước đó. Tuy nhiên, số lượng xe điện tồn kho ở các nhà sản xuất cũng tăng lên đáng kể. Vào cuối năm 2021, Tesla đã báo cáo rằng họ có hơn 35.000 xe tồn kho tại Trung Quốc. Thêm vào đó, vấn đề chất lượng và an toàn của các xe điện Trung Quốc cũng đang gây ra lo ngại. Mới đây, hôm 30 tháng 6, trang Car News China đã nhận được một video ghi lại sự việc một chiếc ô tô điện bị rơi cả cụm pin khi đang chạy trên đường Vành Đai 2 ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thiếu quy định nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất đã dẫn đến việc các xe điện đưa ra thị trường không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và môi trường. Điều này có thể gây tổn hại đến niềm tin của người tiêu dùng, gây hạn chế cho sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện. Vậy nên, ngày càng nhiều xe dùng chung bị vứt xó, nhiều hãng xe thực hiện các chiến dịch bán tháo nhằm tống khứ các sản phẩm lỗi thời kém chất lượng ra thị trường, nhưng lại không có chính sách bảo hành thay pin cho người dân. Trên Jihu, một nền tảng hỏi và đáp của Trung Quốc, người dùng than phiền về trải nghiệm tệ hại trên những chiếc xe điện dùng chung, thậm chí họ còn không thể khởi động lại xe sau khi chỉ vừa đổ xe lại bên đường. Sự chạy đua cực lực của các nhà máy sản xuất xe điện đã làm cho các mặt hàng ô tô điện trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân và cả chính phủ. Không dừng lại ở đó, ngành công nghiệp này còn xảy ra những bê bối về gian lận trợ cấp. Vụ gian lận bị phát hiện lần đầu tiên trong ngành công nghiệp ô tô điện của Trung Quốc, nổ ra vào năm 2016, khi trong 93 công ty sản xuất ô tô đã phát hiện tới 72 công ty gian lận tiền trợ cấp. Sau đó, Trung Quốc đã giảm dần số tiền trợ cấp qua từng năm và kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022, Trung Quốc đã chấm dứt hoàn toàn chính sách trợ cấp kéo dài 13 năm cho các phương tiện năng lượng mới. Quay lại vài năm trước, Trung Quốc cũng từng tồn đọng bãi chiến trường xe đạp buộc chính quyền phải nhảy vào dọn dẹp, chỉ để nhường chỗ cho các chương trình xe điện dùng chung này. Từ đó dẫn đến cảnh hàng ngàn chiếc xe xác sống vất vưởng Hàng Châu, Chiết Giang. Chúng thuộc về Macro City, vốn tự xưng là công ty đi đầu trong dự án dùng chung xe hơi, mặc dù thực ra là đi đầu trong vứt xe thì đúng hơn. Ngoài ra, sự cạnh tranh điên rồ, các chính sách không Covid của Trung Quốc cũng làm hại ngành xe điện. Rất nhiều công ty như Easy, Panauto, Govan2go và rất nhiều hãng khác hoặc là suy giảm hoặc hoàn toàn bị loại khỏi thị trường trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, còn do Trung Quốc không thực sự có cơ sở hạ tầng để hỗ trợ toàn bộ số xe điện kia. Vào năm 2022, Trung Quốc chỉ có 1,8 triệu trạm sạc cho 6,8 triệu xe mới. Bạn hãy nhớ rằng, hầu hết người dân Trung Quốc không có gara ở nhà,
để tự sạc xe điện, bởi họ thường sống trong những tòa chung cư cao ốc. Thế nên, rất khó để người dân có thể sạc được xe. Hơn nữa, như tôi đã nói, người dân không tin tưởng xe điện như xe chạy bằng xăng. Họ không muốn mua chúng hay thậm chí là thuê chúng. Đó là lý do các công ty Trung Quốc liên tục tung ra xe điện mới để nhận được tiền hỗ trợ từ chính quyền. Nhưng họ không thể bán hết được, khiến chúng trở thành hàng tồn kho khi vẫn còn mới tinh hoặc vừa mới sử dụng. Thế nhưng bạn biết không, một trong những thứ tệ hại nhất ngoài việc lãng phí hoàn toàn những chiếc xe đồ bỏ còn mới nguyên này là chúng đều có cục pin lớn. Pin tiêu tốn rất nhiều tài nguyên từ khắp nơi trên thế giới. Bạn tưởng tượng còn điều gì đáng thất vọng hơn khi những đứa trẻ châu Phi đang bị ép khai thác coban, một thành phần cấu tạo nên pin, nhìn thấy nỗ lực của chúng bị lãng phí. Bây giờ bạn thử gõ lên thanh tìm kiếm cụm từ xe sắt sống và nghĩa địa xe trên các kênh truyền thông Trung Quốc. Bạn sẽ thấy chúng xuất hiện trên khắp lãnh thổ đất nước tỷ dân này. Đáng buồn vì chúng thực sự tồn tại, và xe hơi sắt sống không phải là bộ phim, chương trình truyền hình hoặc trò chơi điện tử viễn tưởng. Năm 2018, hàng chục chiếc xe được phát hiện trong một khu rừng nhỏ tại Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Năm 2019, một loạt xe hơi và xe máy chất đóng ở Nam Kinh. Cuối năm đó, thêm một loạt nữa xuất hiện ở Nam Ninh, Quảng Tây. Khi đại dịch xảy ra, lại thêm nhiều xe bị bỏ ở Quảng Đông, Trùng Khánh và An Huy. Một số thậm chí còn đi kèm với những thứ mà bạn không muốn biết. Theo nhiều đưa tin về những chiếc xe bị bỏ hoang ở Chiết Giang, chúng có những chất lỏng không xác định. Công bằng mà nói, Trung Quốc cũng từng có lúc nỗ lực dọn dẹp mấy cái xe sắt sống này, nhưng việc đó cũng tiến hành rất cẩu thả. Ví dụ ở tỉnh Hồ Nam, những chiếc xe tồn kho bị đập bỏ, sau đó bị kéo đi, nhưng vẫn để lại nhiều mảnh vỡ. Chúng vụn vặt và nằm rải rác trên mặt đường. Rõ ràng chúng ta thấy, thà họ không làm gì, có khi còn tốt hơn. Biết rằng cần phải thực hiện biện pháp gì đó để giải quyết vấn đề này, nhưng quá trình dọn dẹp chúng có thể phải mất thời gian dài. Đặc biệt nếu nghĩa địa xe ô tô điện xuất hiện ở các điểm đổ xe, khu dân cư hay các khoảng đất trống ở nông thôn, dàn xe điện chất đóng tạo ra nhiều rắc rối. Chẳng hạn chúng có thể đe dọa tới tính mạng người dân nếu chắn đường xe cứu thương, cứu hỏa. Đây cũng là một bài học cho hãng xe VinFast đằng sau hiện tượng bong bóng ô tô điện xe hơi đang diễn ra tại Trung Quốc. Bạn và tôi đều hiểu, nói điều này không hề thừa thãi, khi mà VinFast từng có xuất phát điểm, không phải là một doanh nghiệp công nghệ. Trong quá khứ, VinFast cũng từng gây tranh cãi, nhận những bình luận trái chiều khi giảm giá sâu xe ô tô xăng để bán cho người dân, rồi sau đó thì đột nhiên nhảy sang thị trường xe điện. Thế nhưng đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, VinFast thực sự xứng đáng để đặt niềm tin khi năm 2023 được dự báo là thời điểm bùng nổ của thị trường ô tô điện tại Việt Nam. Còn các bạn, bạn nghĩ sao về thảm họa xe điện ở Trung Quốc? Đừng ngần ngại chia sẻ cho chúng tôi biết trong phần bình luận ở bên dưới nhé!